phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời nội dung pháp uống túc luận hôm nay mời các vị lắng nghe đề tài năm uống. Năm uống. Năm uống là một thuật ngữ rất quen thuộc ở trong giáo nghĩa Phật giáo. Thế tôn khi vừa thành đạo dưới cội Bồ đề. Thế tôn có nói rằng gã gã kiến trúc sư xây dựng ngôi nhà ngũ uẩn đã giam hãm ta từ vô lượng kiếp. Nay ta đã biết ngươi, ngươi không thể nào xây dựng ngôi nhà này để tiếp tục giam hãm tù đầy ta được nữa. Đây là một tiếng nói tự do. Quả thật, tự do chỉ khi nào chúng ta giải thoát khỏi sự chi phối của năm uẩn. Còn tâm chúng ta lệ thuộc vào sự tồn tại và hủy diệt của nam uẩn mà sinh cảm thọ hạnh phúc khổ đau. Như vậy chúng ta vẫn còn bị sự tù đầy ở trong nam uẩn. Cho nên việc nghiên cứu về nam uẩn là một việc làm rất cần yếu đối với người tu Phật. Chúng ta muốn giải thoát mà chúng ta không có biết rõ kẻ giam hãm mình thì làm sao mình giải thoát được sự xích của nó. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn nói giáo nghĩa này ở cho chúng ta kinh biên tập như sau: Một thời Đức Bạc và Phạm trụ ở trong vườn cấp cô độc rừng Thệ Đa thành thất La Phiệt. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với chúng bí Sồ: có năm uẩn những gì là năm đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tướng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đây gọi là năm uẩn. Lời dạy thật là đơn sơ. Chúng ta cùng nhau lắng nghe kiến giải của tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài phân tích cho chúng ta thấy. Đầu tiên, chúng ta đặt câu hỏi, vậy thì sắc uẩn, uẩn là gì? và sắc uẩn là gì? Chữ uẩn ở đây là gì? Theo bản luận gọi là theo câu xá luận trong giới phân biệt tụng á, thì chúng ta thấy tụ hòa hợp của các pháp hữu vi đó là nghĩa của uẩn tụ hòa hợp của các pháp hữu vi đó là nghĩa của uẩn cho nên chữ uống là, là tập hợp, là một cái sự tụ tập, sự tập hợp của các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi luôn có đặc tính là biến đổi mục rã vô thường theo thời gian. Bất kỳ cái đặc tính nào có tính vô thường hủy hoại theo thời gian, chúng ta xem đó là pháp hữu vi. Và ngược lại, nó là pháp vô vi. Vậy thì, cái sự ngưng tụ của các pháp hữu vi ở trong một tự thế chúng ta xem đó là uấn hiểu chưa hả? cho nên chữ uống là tập hợp là ngưng tụ học lớp này chúng ta nên nhìn nhận với tinh thần của triết học nên nhìn nhận với tinh thần của triết học tại vì hiện tượng nó như vậy thì nghĩa nó phải được miêu tả như vậy và ở đây chúng ta thấy rằng những gì là sắc của quá khứ, vị lai hiện tại hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc thấp kém, hoặc vi diệu, hoặc xa hoặc gần, tất cả được hợp lại làm một tụ, đó gọi là sắc uẩn. Bởi vậy cho nên cho nên ở trong kinh mới nói uẩn có nghĩa là tụ, tức là tụ lại, tập hợp lại. Hình dung được chưa hả? Chữ này phải tác ý lên trên não của mình theo một cách rất là chính xác, không có được mơ hồ nhầm lẫn. Nói tới uống là gì? Mà chúng ta còn mơ hồ uống hình như ông Lý Công uống á là không xong phải không à? đó, à, cái đó là không xong. Nó cái gì cũng phải có cụ thể. Thưa thầy cụ cụ thể là cụ gì mà khiếp lúc nào cũng phải có cụ hết. <laughs> Hối là xong đó. Thành ra cái chữ uống này á là gì? Là ngưng tụ là tập hợp là sự ngưng tụ. Như vậy thì chúng ta hiểu xét và xét uống. Xét là một một yếu tố hữu vi và sự ngưng tụ của nó lại, tức là phải hai cái trở lên phải không? Tập hợp hai cái lại phải không? Ít nhất là hai cái, như vậy mới được gọi là uống. Chẳng hạn như hôm qua, mắt mình ghi nhận một người bạn của mình nói những cái lời gây tổn thương cho mình. Và ngày hôm nay, người bạn của mình tới với cái gương mặt tươi cười, nói lời xin lỗi. Mình nhớ cái gương mặt hôm qua xúc phạm mình. Bây giờ cái mặt nói lời tươi cười mình, hai cái mặt này nó khác nhau. Bây giờ mình không biết là tin cái mặt nào. Thấy cái mặt này, thấy cũng tội tội. Mà nhớ cái mặt hôm qua, thấy cũng giận giận. Như vậy thì, cái mặt hôm qua với mặt hôm nay, hai cái á, nó, nó nó, tập hợp lại một chỗ cái mẹt không qua là sắc uống quá khứ cái mẹt hiện tại đó là sắc uống hiện tại sắc hiện tại hai cái sắc này nó ngưng tụ lại nó có sự tương tác và làm chúng ta khởi một cái nghi lên là không biết cái người bạn mình đó, nó xin lỗi thiệt hay là nó nó giận nó giận cánh đây hay là nó nó gạt gẫm mình đây như vậy cái nghi đã khởi lên thì chúng ta gọi là uống sắc uống cho nên uống Sách không thì rất là bình thường nhưng mà khi nó tập hợp lại thì có uống cái hôm qua cảm nhận cảm nhận cái sự đau khổ phiền não do nghe những lời tổn hại từ cái sách uống ở cái sách đó gây cho mình cho nên á, mình đợi im đó cái hôm qua cái cảm thọ đó gọi là thọ Rồi hôm nay cái thọ này nó khác hai cái thọ này nó ở chung một chỗ ngưng tụ của các thọ của các dòng tâm lý đây gọi là Thọ uống, hiểu chưa hả? Cho nên thọ, rồi thọ uống, mà thọ uống ấy là nó sai. Hay cái gì vô uống là nó sai. Tại vì cái uống nó bị kinh nghiệm từ trong quá khứ. Cái quá khứ tổn thương hay là quá khứ hạnh phúc. Cái quá khứ thành công hay là cái quá khứ thất bại. Nó đều chi phối sâu sắc ở trong tư tưởng của chúng ta. Cho nên chúng ta nghiên cứu và chia chế nó rõ rõ ra. Thì lúc bây giờ tâm lý của chúng ta Nhận diện từng món từng món Không bao giờ mình bị nó giận giác nữa Chúng ta phân tích tiếp Như vậy thì ở đây Chúng ta hiểu chữ uống Là sự ngưng tụ phải không à Ngưng tụ Và sách uống là gì Là những gì thuộc về sách Tất cả sách đều là Bốn đại chúng Và bốn đại chúng sở tạo Bốn đại chúng là đất nước gió lửa và bốn cái 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 trạng thái mà thấy nghe cảm biết đó nó đều nằm trên cơ sở của bốn đại chúng sở tạo tức là toàn bộ cái thế giới vật chất sinh ra từ bốn đại gọi là bốn đại chúng sở tạo từ bốn đại chúng nó tạo thành gọi là bốn đại chúng sở tạo tất cả cái thế giới này sự ngưng tụ này chúng ta gọi đó là sắc uẩn được chưa hả rồi còn thọ uống là gì? Thọ uống á, là các thọ đánh thọ, biệt thọ, tánh thọ được kể trong thọ gọi là thọ uống. Như vậy, chữ thọ là một cái cảm giác tự nhiên. Chữ thọ này nó hai loại khác nhau. Là thọ vật chất và thọ vật tinh thần. Ví dụ như thân của chúng ta ở trong môi trường nóng nực thì nó có thọ nóng nực đúng vậy không hả tứ đại chúng ta mà nó tiếp xúc môi trường nóng nực thì nó nóng nực môi trường bên lạnh thì nó lạnh cái đó là tự nhiên chứ không có nên cho rằng là tôi tu chứng thánh rồi á là tôi ngồi trên tuyết nó không có lạnh như vậy là sai tại cái sự giải thoát là thuộc vào tâm hồn còn cái, cái 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 sự tương tác bị thân mình bốn đại thì nó nó chịu sự tương tác của bốn đại là tự nhiên đó là một cái định luật tự nhiên thôi thì ở đây chúng ta gọi là thọ Nếu thì thọ nóng lạnh thọ lạnh đối thọ thọ đối khác thọ khác cái thọ này rất là bình thường và phật thánh hiền bồ tát gì cũng đều như nhau hết phật cũng đối bụng phải đi khắc thực à, nói nó như vậy đó mà không có cái gì bỏ vào trong bụng thì cái bụng nó khoảng sinh ra là cái đối cồn cào nhưng mà ngài không bị cái thọ uống nó dẫn dắt còn cái thọ đối là vẫn thọ đối chứ à, ví dụ như có người thọ đối với tự nhiên nó chán không muốn làm gì hết. Có người đối quá nổi kéo lên. Có, có có phải vậy không à? Có người đối rồi đừng sai gì hết nghe đừng sai là nổi giận á. Anh vô gãi ruột như trư bắc giới là mệt mày nó tươi tén ra. À, như như là có, có một số người họ có cái 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 tập khí đối như thế nào đó, họ họ chịu không đối. Nhưng có người đối thì nhẫn được, nhẫn được rồi cứ tiếp tục công việc và duy trì cũng có thể là tiến hành một số việc trong một thời gian nhất định nhưng mà các người không chịu nổi cho nên cái thọ từ anh uống bốn đại đó là cái thọ tự nhiên phàm hay thánh cũng giống nhau nhưng mà cái sự chi phối của nó lên tâm thì là khác nhau hoàn toàn giữa phàm thánh còn chữ đánh thọ là nói tới là những cái thọ nôm na nó nhiều thứ khác nhau biệt thọ tánh thọ biệt thọ biệt thọ tánh thọ là những, những cái thọ gì hả chúng ta nhìn chú thích số 500 735 đó. Chúng ta thấy thọ tức là cảm nghiệm tùy xúc đó là từ xúc dẫn sinh ba thọ, tức là xúc tổn hại dẫn sinh khổ thọ, xúc tăng ích dẫn sinh lạc thọ, túc, xúc mà trung hòa dẫn sinh phi khổ phi lạc thọ. Cái thọ này á là là tánh thọ, là cái thọ tự nhiên. Ví dụ như bây giờ chúng ta xúc nghịch ý thì khổ thọ xuất hiện đó là điều tự nhiên điều tự nhiên ai cũng vậy cái nào là, hoặc là xúc thuận ý thì tâm nó hí lạc trong đó đó là chuyện tự nhiên à, cái đặc tính như vậy đó là đặc tính tự nhiên không có chuyện là là khi xúc nghịch mà mình vui cười rồi xúc thuận mà mình khổ đau điều đó không bao giờ xảy ra hiểu không hả Ví dụ như có người mà lẽ ra cái việc không nên cười mà anh ta cười ha 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 là tại sao? Hả? Tại sao? Phân tích xem chứ, phân tích xem đừng nói người ta điên. Phân tích là xem. Phân tích xem là nó điên như thế nào, điên cỡ nào. Mình là một nhà tâm lý mình phân tích đi. Trước tiên mình phải tìm hiểu xem ở trong tâm của người đó cái cái ước vọng, cái khao khát, cái tư duy của họ như thế nào? Và đối với mình thì đó là nghịch nhưng mà đối với họ đó là thuận. Đối với mình là sự tổn hại nhưng đối với họ là sự há hơ Có đúng vậy không ạ? À? Như vậy thì mình nếu như mà 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 cái việc lẽ ra không đáng để cười nhưng mà anh ta cứ cười. Thì lúc đó là mình biết anh này là anh có cái tư duy điên đảo Và cái 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 việc mà nó nghịch nhảy Mà anh cười tức là nó thuận với cái điên đảo của anh Nhưng anh nó vẫn là xúc thuận với anh Hiểu không? Nó vẫn xúc thuận với anh Cho nên anh vui trong đó Ví dụ như một người thích phá hoại Mà họ phá hoại thành công là họ vui Mà mình thấy phá hoại như vậy ấy, Là sự tổn hại Nó tốn phước Nó sẽ bị đọa đầy mình thấy mình xót xa tại vì mình khởi theo thánh đạo, còn anh ta thì khởi là là phi đạo, là điên đạo, cho nên nó thuận theo anh. như vậy thì cái thuận như hay không thuận là tùy theo cái nghiệp bên trong của người đó nữa. nhưng mà nói chung là hết thuận thì nó sinh sinh lạc thọ, còn nó 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 thì là sinh khổ thọ. và nói chung ở trong cái thế giới của thọ đó nó, nó trở thành uống Trước đây có cửa cho các vị nghe Một câu chuyện là Có một người học trò của thầy Anh ta 17 tuổi Tướng tá to, to như trâu mộng, Trời mưa lâm râm à, Anh Anh ta coi như là Không có muốn đi quét rác chùa Trời mưa lâm râm là lạnh lạnh Anh muốn nằm có ro ngủ thêm cô không muốn học hành, cũng không muốn làm gì nữa hết, à, Đó bị cái con ma làm biếng, Nó đè, Nó đè cái đầu, Coi như đứng lên không nổi á, à, Tội nghiệp vậy đó, Rồi có một vị thầy, huynh Lên nói thầy, Nói thưa thầy, Chú, Tới giờ quét rác, Mà ông không chịu quét, Hôm qua, Ông còn chơi bóng chuyền Nhảy đánh đồng đùng, Tối, Còn thức khuya uống trà, Tán dốc với anh em, Mà, sáng dậy đi quét sang quyết sao không nói à, con hỏi tại sao anh nói anh mệt à, chịu nổi không làm sao chịu nổi anh nói mệt không có quét gì cả mệt <laughs> nhưng trong trường hợp đó làm sao hả à? trong trường hợp đó làm sao nhưng nó mệt mà nhưng làm sao à, lúc đó ông vị sư huynh này lên thưa với thầy thầy nói đúng chú ông mệt trong mấy còn thầy nói phi lý Hôm qua như vậy, như vậy đụng đùng Nhưng mà mình nói mệt Thầy nói con phải suy nghĩ hết cái câu nói của thầy Nó mệt là mệt cái gì Cái mệt đó nó đến từ đâu Cái mệt đây không phải là cái mệt bằng sức lực thơ xác Mà cái mệt đó là bởi những cảm thọ quấy nhiễu trong tâm của người đó Cảm thọ phóng túng, cảm thọ làm biến những cái cảm thọ thích an nhàn nghỉ ngơi bao nhiêu thứ cái cảm thọ hay là cái cảm thọ mơ ước một tương lai hay là một thực tế thấy chán nản à, không có gì mà hứng thú hấp dẫn tất cả những cái cảm thọ nó thành một cái khối bần bầm ở trong đó như một cái nhà cái ngôi nhà tâm của người này á bị các cảm thọ nó dựng lên đầy ép và không còn không gian nào để cho họ thấy có cái sự thoải mái hoặc là cái 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 không gian hít thở cho nó thoải mái nữa không có còn chiêm nghiệm như vậy có đúng vậy không chúng ta có bị vậy không à bị thường xuyên đó các cam thọ nó quấn chặt tâm chúng ta khủng khiếp lắm rồi sau đó thầy thầy nó được rồi đỡ thầy thầy mới xuống thầy ngồi chú mới mới thấy thầy xuống phòng thì chú mới ngồi dậy chuẩn bị ngồi dậy thì thầy cứ nói thầy nói xin phép con cho thầy vô phòng một chút thì thường thường là trụ trì không bao giờ thầy vô phòng của chúng trừ khi là thầy có cái lệnh đi kiểm tra thì thầy có quyền thầy được quyền đó nhưng mà bình thường thầy phải xin phép tại vì không biết rằng là 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 là, là, là nên như thế nào cho nó phù hợp cho nên ông thầy sinh hoạt nó không phải có cái giới hạn của ông thầy thì à, chú chú nói dạ con con mời thầy thì thầy vô thì chú ông ngồi dậy Thì thầy nói con cứ nằm im nghỉ ngơi đi Thầy biết con rất là mệt Thì uh, có vẻ ông hơi 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 xấu hổ Thầy mới nói con tuổi 17 Người ta nói rằng là bé gãy sừng trâu Mà hôm qua con chơi bóng chuyền thoải mái Trên đầu con cái tráng nó cũng không có nóng lên Không có cảm sốt Không có gì hết và thầy biết ở trong tâm con ấy, nó chứa đựng đầy các loại cảm thọ nó đề ngập cái tâm con xuống và con không thấy cái cuộc sống rất là hạnh phúc xung quanh mình mình có thầy có phật có tố mình có một con đường có một lý tưởng có bạn đồng tu túi còn trễ được học đạo sống trong một môi trường đầy đủ còn người ta bây giờ hai ba giờ sáng họ đến chợ để buôn bán kiếm ăn có kể thức cả đêm để làm tên ca để có giờ có có cuộc sống chỉ vì một chút đồng tiền và nuôi dưỡng cái bản thân cơm ăn áo mặc thôi mà người ta lao nhọc tới mức như thế còn như con sáng dậy quét một cổng rác ở chùa Tầng tảo già lam địa thời thời phước của sanh mà con xem đó là mệt thì rõ ràng cái lý tưởng và và cái 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 hoài bão của con nó đã tan biến trước cái buông lung và các cảm thọ nó phủ lấp lên tâm khi khi thầy nói như vậy con con có hiểu không con có thấy đúng như vậy không và con cứ nằm im con suy nghĩ là con nên làm cái gì không sao hết bây giờ thầy đi nấu cháo cho con ăn đây tức là thầy đi xuống bếp thầy nấu cháo thì chú mặc y áo ra bếp xăm hôi thưa các vị đó là những người có tinh thức được có tâm tính thức mà chú này sau này cũng rất là biết rất kính thầy biết ơn thầy như vậy thì tại sao mình thấy nó như vậy và tại sao có chuyện này xảy ra đó là do nó mệt mệt <laughs> giờ làm sao hả à? cho nên mình không có hiểu được là các cam thọ tại trong cái tình huống đó trong cái thời điểm đó nó như vậy đó là bởi vì các thọ các thọ và uh, như vậy thì chúng ta hiểu rằng á uh, là cái cái thọ này á uh, nó tập hợp lại thành một cái khối và nó nhấn chim cái tâm tinh tấn uh, cái tâm khích lệ cái tâm giải thoát cái tâm trưởng phu uh, cái tâm mà mà muốn giải thoát cái phiền não khổ đau á nó mất hết này các cảm thọ nó khủng khiếp lắm chứ không phải đơn giản đâu tùy cái mức có những cái mức nhỏ nhỏ và có những mức lớn những mức lớn Ngày xưa thầy nhớ có sư bác thầy dạy một cái ông thầy vui lắm. Ở một cái ngôi chùa tổ rộng rãi, mọi thứ tiện đầy đủ. Tới giờ ăn thì có ăn, à, tắm rửa thì có giếng, à, có nước, mọi thứ không lo gì hết trơn. Chỉ có kinh cờ công phu ngày hai thời. Rồi cúng bái giúp đỡ kỳ an kỳ siêu cho Phật tử. Nhưng mà vị này thấy nó chán, nó chán quá tháng quá không biết là chán tại dạ, sao mà chán hoài lên xin với ngài nói là thưa thầy thưa 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 thầy cho con con rời khổ chỗ đây cái ngài nói con đi rời đi làm cái gì nói dạ con con đi mua một cái miếng đất rồi con xây một cái tỉnh thất rồi con tu thì ngài nói tại sao chùa chiền có thầy tổ có tượng phật có chuông mỏ có cơm gạo có Tại sao không tu ngay đi Tại sao phải đi kiếm miếng đất Rồi đi kiếm tiền Rồi xây một cái thắt lên Rồi mới tu Nhà Tu theo cách đó Gọi là nó nó thích thú, nó sáng khoái hay sao Cái vị này cái Vị này nói tôi tôi thấy Ông nói tôi nghe lạ quá Tôi có một cái góp ý thế này này Ông tu cái cách đó đấy Là ông nên kiếm một con nữa đó à, rồi giờ đó hai đứa nó tu nó vui hơn nên là nó tu một thời gian rồi coi như là một thời gian nó sinh ra một bài điệu cái điệu mà nó vô chùa nó xuất ra đuối là nó đi còn cái điệu đó đuối nó không đi đâu <laughs> ngày ngày nói vậy ngày nó đó tu đó, đó nó nó hay hơn ông ơi <laughs> cho nên là ngày nói ngày nói cái khéo như là tự nhiên nó là im ru đi xuống liền sau này thầy có nghe thầy lúc con thầy cũng đứng cạnh đó đấy, thầy có nghe thầy hỏi rằng nói là thưa thưa ngài tại sao mà cái vị đó trong mỗi bức ảnh này lại không có muốn ở đây nói rằng là bởi vì trong tâm của ông chứa đầy các cảm thọ khát khao khát vọng một cái gì đó à, khát vọng sở hữu khát vọng nhà cửa khát vọng tiền bạc khát vọng những cái phương tiện mà mình tự tự do phóng túng chứ không có muốn an trú trong cái môi trường sẵn có tốt chất của mình để mình giải thoát. Hiểu không hả? Cho nên chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta ai cũng có khát vọng. Nhưng mà khát vọng giải thoát, khát vọng chứng ngộ, khát vọng thanh tiếng thì nên. Nhưng những cái khát vọng mà do tham nó, động lực tham nó thúc giục, cái khát vọng đó nó dẫn chúng ta đi tái sanh. Trong cái khát vọng đó chúng ta ở đâu chúng ta cũng thấy phiền não. Ở tại nhà cũng phiền não, tại chùa cũng phiền não, ở đâu cũng phiền não hết. Và chúng ta đến chùa là chúng ta chấm điểm ông chùa, ông thầy. Chấm điểm nhà chùa. Rồi ở nhà thì chúng ta khó chịu với con cái. Chúng ta ở đâu chúng ta cũng thấy bách bế người này người kia hết. Ấy. Cái tâm như vậy không bao giờ mình an lạc giải thoát được. Như vậy thì tất cái người đó họ bị khổ bởi cái gì? Bởi thọ uống. Cho nên thọ không là bình thường hay là cái thọ ngực nó sinh ra thì nó sinh ra là bình thường thọ khổ thọ phi khổ vi lạc là bình thường nhưng mà khi nó kết hợp lại thì nó làm cho chân lý trở nên méo mó đi Đấy gọi là thọ uẩn à. và trong các thọ nó nhiều thứ khác nhau thọ gì ha có hai thọ hai thọ đó là thân thọ và tâm thọ thân thọ là gì là các thọ được kế trong thọ tương ứng với năm thức thân. Năm thức thân tức là mắt tai mũi lưỡi thân. À, thân thức á, năm thức thân. Hiểu chứ hả? Nhãn thức, nhĩ thức, tí thức, thiệt thức, thân thức. Các thọ này á nó tương tác do cái năm giác quan tiếp xúc ngoại cảnh trong môi trường đó sinh ra các thọ. Đây là thân thọ. Còn tâm thọ là những thọ được kế trong ý thức trong suy nghĩ của chúng ta. Hiểu chưa hả? Ví dụ như một cái nỗi niềm khổ đau hoặc là một sự hạnh phúc hân hoan nào đó xảy ra trong quá khứ mà nhiều khi chúng ta hồi tưởng lại thì cái thọ đó là cái thọ ở trong tư tưởng, Cái thọ đó là thuộc về tâm. Còn cái thọ mà nem giác quan là thuộc về, về thân. Nhưng mà tâm và thân nó luôn có sự tương tác với nhau. Chúng ta chưa nói yếu tố tương tác nhưng mà chúng ta phân loại nó ra trước cái đã. Là thuộc cái lỗi nào? Hiểu chưa hả? Ví dụ như có một vài điều chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy nó buồn bực lắm. Nhưng mà khi chúng ta đối diện, chúng ta hối thêm nó như thế nào, thì tự nhiên nó là được khó giải. Cho nên cái thọ trước là cái thọ tâm, trong suy nghĩ mình nó, nó thiếu thông tin, nó khởi ra. Nhưng mà khi mình đối diện thì nó khác, không có gì hết. Ví dụ như hồi xưa thầy cũng có một cái thọ là không có vui với một cái vị thầy lớn mà mình kính trọng À, thì thầy mới nói tại sao là ngài nói với con như vậy, tại sao là ngài nói với ông kia như vậy. thì vị thầy nói lúc đó mình buồn bực quá rồi, mà mình suy nghĩ kỹ lắm, mà mình cũng dũng cảm lắm mình mới dám hối câu đó nha, chứ không phải là, là 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 tự nhiên muốn làm gì làm đâu. nhá. sau khi hối thì ngài cười hì hì, ngài nói ồ thầy mà thầy loại ba phái mà con con giận chi tự nhiên cái mình thấy vô duyên cái mình thấy vô duyên mình tự nhiên tự nhiên mình mình mình, mình cứ ông và ông nói, mình ông bao phái <laughs> mình đừng ông biết mình đừng giận nó <laughs> tự nhiên mình thấy khó chịu phải không à nhưng mà sau này lớn lên hành đạo rồi á thì bây giờ thầy cũng bao phái hơn ông nữa <laughs> Đó, tại sao vậy hả tại sao tại vì chúng đệ tử mỗi người có một cái cách nhìn cách nghĩ khác nhau khi cái điều đó họ không hiểu là họ giận Mà họ giận là họ muốn nghe cái vị thầy Họ thuận theo ý của họ hơn Là họ lãnh hội Mà ông thầy không có bao phái với họ Thì tức là họ cảm thấy Họ không có người bên vực Không có người an ủi họ Họ buông, họ bực, họ chán Như vậy đạo tâm nó sẽ suy giảm xuống Bởi vậy cho nên biến thầy thành người ba phái có, có một vài thầy đệ tử nữa Nói thưa Thầy con khổ quá cái Thầy hỏi cho con khổ làm sao Nó là Con sống xung quanh không có ai tin tưởng con hết Cái Thầy hỏi Ba con mẹ con có tin con không Nói dạ có Cái Thầy nói Ở trong đó có thêm Thầy nữa Thầy tin con Ở trong cuộc đời này mà mình sống được ba mẹ tin tưởng Mà thay mình tin tưởng Thì con nghĩ con còn cần cái gì nữa không thì tự nhiên tự nhiên cái vị thầy này dạ thôi con thấy nhiều đã đủ rồi à nếu như vậy thì con tốt rồi tại con sống có cha mẹ tin tưởng có thầy tin tưởng còn những người khác họ đâu có hiếu con họ đâu có thương con họ nhìn nhận con với một cái một cái lăng kính màu của họ cho nên họ đánh giá họ nói những cái lời tốn hại với con họ đâu có sợ còn thầy nuôi dưỡng con thầy đâu có muốn gây cho con tốn hại còn con nghĩ rằng cái gì mà thầy nói cho con tổn hại là con phải biết rằng á, đó là một cái lượng nghiệp lực sâu dày của con mà con phải dừng lại. Còn nếu con đi tiếp là không những mà con vượt khối đạo mà con sẽ thọ khổ dài lâu. Cho nên thầy cũng rất là tinh tấn mới nói những cái lời mà con không muốn nghe. Chứ thực ra thầy không muốn nói bao giờ. Thầy biết rằng những cái lỗ tai con nghe như vậy nó cảm thọ như vậy. Như vậy thì chúng ta chiêm nghiệm là thọ thân cái thăng thức và thọ tâm phân biệt được chưa hả? nó tương tác với nhau có loại thọ nữa đó là hai thọ đó là thọ hữu vi và thọ ở trên loại thọ hữu vị và thọ vô vị thọ hữu vị là gì? là những cái loại thọ mà nó tương ứng tác ý hữu lậu à. ví dụ như là à, mình à, mình năm giác quan trên thân thức hay là trong ý nghĩ mà người ta nói rằng là gì ha là cái, cái à? người ta dùng những cái chữ chẳng hạn như là những nỗi niềm tan thương những nỗi đau đánh chát cõi lòng Ví dụ người ta nói như vậy nó cõi lòng sao đánh chát được sao nếm được đâu mà đánh chát đúng không hả đó. hay là cái tình cảm mặn mà Ví dụ vậy đó Mình có thể lưỡi liếm thử tình cảm nó mạnh như thế nào không Nhưng người ta nói như vậy là mình hiểu rằng Cái này là thuộc gì hả Thọ có vị Và Đại đa số Mà nó gần như tất cả là Ở trong thế giới hữu vi Thọ nào nó cũng có vị Cái vị đó như thế nào thế nào Thì tự mình đưa ra khái niệm đặt tên cho nó còn nó có cái loại thọ vô vị đó là gì? đó là thọ ở trong tác ý vô lậu. Ví dụ như bây giờ chúng ta chúng ta dùng một cái bộ xương để chúng ta quán bạch cốt, thì xương của bản thân mình chứ không đi kiếm xương của ai, dùng xương của mình, chiêm nghiệm xương của mình, quán chiếu bằng cái phép quán bạch cốt như vậy thì ở trong đó mình quán cái bộ xương như vậy mình có thích nó không? Hả? Có ai xây đếm một bộ xương không? Không có phải không à? như vậy thì cái bộ xương này là cái tâm mình không có có thòi thì đó hết á nó không thọi trong đó hết nhưng mà bởi vậy cho nên nó có thể quán chiếu từ ở bồ đầu phật quốc xuống tới biển long bích là kéo gì à tại vì làm nó tâm nó cái tâm nó giãn ra nó thu lại à, tâm giãn ra thu lại ví dụ như một người phật tử một người phật tử nói chuyện nói, thưa thầy cái tâm của nó phán lặng như tờ nó 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 mông nó thoải mái lắm mà thầy lúc nó nó già rồi mà cũng dốc tố cái cái mặt nó khác liền cái mặt nó khác nhìn thấy nó khác mới đó cái lỗ tai á nó nhận vô cái thức khác đó cái tai nhĩ thức nó khác lên nó tác động vô cái thọ nó làm cái tiệm phục ấy là khởi lên liền tại nằm im đó mà nằm im đó đến nối thầy là đỡ cho thầy khen ai ngờ đâu thầy còn mắng cho là dốc tố thì là lúc này nó thọ nó khởi lên liền như vậy cái 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 thọ đó là nó tương ưng tác ý hữu lậu hiểu chưa hả và cái thọ đó là cái thọ nó có cái vị còn cái thọ mà mà vô vị là tương ưng tác ý vô lậu và tại sao cái người này nó như vậy bởi vì lỗ tai của họ là thích nghe lời thuận mà không nghe nói lời nghịch hoặc là có người họ nhìn đại thế mà họ không có nhìn tiêu tiết à, như, 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 như trưởng lão hiền giới nhà ta đây thầy sai trái cái cái cái, cái uh, à, mấy mấy cái thảm và thầy thấy là lớn bé muốn trái dễ trái thôi không có hiểu thế nào là cái nguyên tắc của trang nghiêm cái nguyên tắc của mỹ thuật cái nguyên tắc của cái sự tôn kính nó có cái phép tích ở trong thời gian này cho nên thầy thấy cũng hơi buồn là tính bỏ đi rồi tại vì thấy sau xung quanh mình cái kiến thức sống sơ đẳng nó khiếm khuyết nhiều quá mà mình phải chỉ dẫn mà chỉ dẫn chỉ dạy chỉ dẫn những hài nhi tóc bạc mệt quá trong khi họ ôm cả một cái luận lý thao thao Và thầy nói phá như vậy không được thì sao lấy thước mà đo Thầy chỉ cho cái cách mà tựa lên một điểm để nhìn ví dụ mà nhìn cái vật đó như thế nào có thể mình tựa lên những cái đường gạch của cái đường gạch của gỗ ấy, là mình tựa lên đó là mình hiểu liền là nó như thế nào Đấy, mắt mình đưa đúng cái chỗ đó là tự nhiên mình hiểu ra nó như thế nào thì thì chú lớn tuổi rồi chú đỡ im trong bụng và chú nói thầy không thể nào làm nối đại sự bởi vì sao? Bởi vì người đại sự là cái người không nên quan tâm những cái chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà sau một thời gian thì chú coi sám hối với thầy, chú nói con xin sám hối với thầy là cái nghề đó cũng có tác ý như vậy. Nhưng bây giờ con thấy không phải. Thực ra ở trong cái chánh niệm chánh tri là nó thấy rõ tất cả mọi thứ chứ không phải là lớn hay nhỏ. Như vậy thì ở trong chánh niệm chánh tri nó là trung đạo, nó là thọ vô vị. Còn á. Còn ở đời mình thực tập thì phải là cái thọ to lớn cho nên cái quán bạch cốt xuống tới biển lân bích cho quán về đỡ chi đỡ tâm mình nó giãn ra và nó co lại thành người ta nói mình dốc tố là mình bình thường tại vì mình biết mình có dốc hay không mình không có gì mà bị khó chịu hay là bất cứ cái câu đó sinh ra từ đâu như vậy thì cái thọ đó là thọ vô vị chúng ta phân tích được không à chiêm nghiệm vào đi sâu vào nghiên cứu ở trong các loại thọ, ở đời ấy, người ta gọi là tâm lý học đó, tâm lý tư vấn tâm lý, tâm lý học, tâm lý là mình phải làm bậc thầy của tâm lý và tâm lý bậc thầy của nó hãy nhìn thấy cái sự biến hóa của nó ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, mà trong cái sự biến hóa đó mình cần phải trải qua một số cái kinh nghiệm, một số cái môi trường sống khác biệt và nhiều khi cuộc đời đôi khi chúng ta không có thể nào đi tìm kiếm cái cái môi trường theo ý của mình được nhất là khi mình học đạo mình không có tự chủ được nhiều cho nên cho nên gần thời học đạo là học cái cách tác ý học cái cách suy nghĩ đó là một điều khó khăn cái cấu trúc tác ý tại vì mống ý tác ý là trong tất cả các trường phái của thiền nó đều quan tâm nhất tại vì gặp cái cánh như vậy cái duyên như vậy là nó tác ý như thế nào nó tác ý theo cái chiều hướng giải thoát thánh thiện hay là nó tác tác ý theo cái chiều hướng tham sân si phiền não nắm được không hả à? cái cấu trúc tác ý nó quyết định thành hay bại giải thoát hay đọa lạc cho nên tu là từ trong cái sự tác ý mà muốn tác ý được rèn luyện thì phải ở trong môi trường học đạo và hành đạo Học đạo để tăng trưởng kiến thức và hành đạo để mà tự thân tác chứng kiến thức đó và tự thân tác chứng thì mình cũng phải phải trải nghiệm trong cuộc sống mình mới làm được cuộc đời mỗi người có một cách trải nghiệm khác nhau một cái môi trường trải nghiệm khác nhau thầy thì thưa các vị có cái duyên lành là trải qua nhiều thứ khốc liệt để cho nên tạo thành sự trải nghiệm nhưng mà thực ra cũng chẳng có muốn đi tìm kiếm nó đâu bởi vì tự nó đưa đẩy vậy thôi chứ mình cũng chẳng có muốn nhưng mà nhưng mà dấu sao đi nữa ở trong cái hoàn cảnh nghịch cảnh mà chúng ta tác ý chân chính ở trong pháp thì có khổ thì khổ nhưng chúng ta rút được kinh nghiệm và chúng ta tác ý theo cái, cái chiều hướng là hướng thượng hướng thiện cho chúng ta không có tác ý điên đảo còn ngược lại thì chúng ta rất dễ tác ý điên đảo và bùa đờ tâm có khi bị sập đổ cho nên các cảm thọ tương ương tác ý hữu lậu và vô lậu đây là hai loại thọ có thuyết cho rằng thọ tương ương tác ý dục giới gọi là thọ hữu vi còn thọ tương ương tác ý sắc giới vô sắc giới gọi là thọ vô vị tức là cái vị ở trong dục và không có cái vị dục gọi là vô vị nay trong nghĩa này thọ tương ưng tác ý hữu lậu gọi là thọ hữu vị thọ tương ưng tác ý vô lậu gọi là thọ vô vị tôn giả một kiền liên nêu ra bởi vì chúng ta đọc ở trong kinh luận có một số trường hợp người ta nói đến thọ hữu vị là chí cho thọ dục giới và thọ thượng giới là thọ vô vị người ta nói như vậy nhưng trong nghĩa này đức phật không có ý nói cái, nghĩa đó mà đức phật chỉ nói rằng là hữu vị là những thọ ở trong hữu vi còn hữu lậu đó còn những cái thọ mà trong vô lậu trong vô vi thì đây gọi là thọ vô vị Được chưa hả Phân biệt được chữ này Để khi mà chúng ta học đạo Chúng ta không có bị nhầm lẫn Cho nên chúng ta biết ơn tôn giả Mùa Kiền Liên Ngài đã định hình một cách chuẩn mực Giáo nghĩa đó cho chúng ta Chúng ta không được sự chỉ dẫn Vững chắc như vậy Nhiều khi tự mình sưu tập Tự mình tác ý Đôi khi nó mơ hồ và nó sai trái Tiếp theo Như thọ hữu vi Hữu vị Thọ vô vị thì có thọ đọa, thọ không đọa, thọ ý chí đam thị, tức là say nghiện, hay là thọ ý chí xuất ly. Thọ thuận dẫn kết, thọ không thuận dẫn kết, thọ thuận dẫn thú, thọ không thuận dẫn thú, thọ thuận dẫn truyền, thọ không thuận dẫn truyền, thọ thế gian, thọ suốt thế gian cũng vậy. Các cụm từ này miêu tả hai mặt đối lập. Chẳng hạn như thọ đọa, thọ không đọa. Chẳng hạn như chúng ta thiền định, chúng ta thọ hí, thọ lạc ở trong đó. Đây là thọ không đọa. Tại sao bây giờ nó có sự thanh hoa và chúng ta luôn theo một cái tâm trí là viễn ly. Chứ nếu như mà chúng ta không viễn ly thì thọ ở trong thiền nó vẫn đọa. Hiểu chưa hả? Vì vậy cho nên thọ không đọa. Thọ cái gì? Rồi á, rồi thọ như thế nào gọi là thọ ý chí say nghiện thọ cái tâm mình mà nó ý chí say nghiện đam nghiện thì đây gọi là, là dòng tương tương đương với thọ đọa phải không còn thọ ý chí xuất ly chẳng hạn như ý chí niết bàn ý chí viễn ly ý chí giải thoát thì đây gọi là thọ ý chí xuất ly thọ thuận dẫn kết kết tức là gì là kết dính đó còn thọ không thuận dẫn kết tức là thọ viễn ly thọ thuận dẫn thú tức là trạng thái chấp trước thuận thọ cái gì mà nó dẫn tới chấp trước đây gọi là thọ thuận dẫn thú còn thọ không thuận dẫn thú đó là à, hay là thọ thuận dẫn truyền tức là truyền cái đó à, thọ không thuận dẫn truyền hay là thọ thế gian thọ xuất thế gian thì chúng ta hiểu rồi Chia ra hai mặt như vậy Để xem hàng ngày tâm chúng ta đang thọ cái gì Chúng ta bỏ cái gì hả Chẳng hạn như chúng ta bỏ cái thọ đọa Và phát triển thọ không đọa Bỏ cái thọ đam nghiện bờ Mà thọ xuất ly Rồi bỏ cái thọ dẫn kết Mà hướng tới cái thọ Thuận không dẫn kết Rồi thọ Bỏ đi cái thọ thuận dẫn thú Phát triển cái thọ thuận không dẫn thú rồi à, bỏ đi cái thọ dẫn tiền mà phát triển cái Thọ thuận không dẫn tiền hay là bỏ đi những cái thọ của thế gian mà Thọ xuất thế gian hiểu chưa hả nhìn là đó là hai thọ bây giờ nói tới ba thọ có ai thứ ba thọ không ba thọ đó là ba thọ gọi là thọ ứng ở trong này nó là thọ lạc thọ khổ và thọ bất khổ bất lạc thọ lạc là gì thân lạc và tâm lạc được phát sanh từ xúc dẫn thuận lạc hay là xúc thuận dẫn lạc tức là cái điều kiện thuận lợi để sinh lạc đến chỗ lạc đây gọi là là thọ quân bình nó được kể trong thọ còn hay là đây gọi là thọ lạc còn khi tu viện, tu tĩnh lượng thứ nhất thứ hai thứ ba tâm thọ lạc tâm lạc sanh từ xuất thuận dẫn lạc là thọ quân bình được kế trong thọ đây gọi là thọ lạc như vậy thì chữ thọ lạc này chúng ta hiểu nó nó thọ lạc cao nhất đó là trong cõi tam thiền thành ở đây chỉ nói đến là tỉnh lượng thứ nhất thứ hai thứ ba mà không nhắc đến tỉnh lượng thứ tư bởi vì tỉnh lượng thứ tư là xả ca khổ lẫn lạc cho nên tâm nó lúc bây giờ chỉ có thọ xả thôi mà nó không có thọ khổ thọ lạc còn thọ khổ là sao thân khổ và tâm khổ được phát sinh từ xúc thuận dẫn khổ Chúng ta phân tích xem những điều mong cầu mà trái ý trạng thái này tâm dẫn khổ tâm thuận khổ tâm thọ khổ còn còn thân khổ thân khổ chẳng hạn như bây giờ trong hoàn cảnh nó thiếu thốn chỗ ăn chỗ mặc rồi thuốc thang rồi chỗ chỗ nghỉ ngơi chẳng hạn như vậy thì những điều này á, là tứ sự nó bị thiếu thốn suy kiệt cho nên thân nó xúc gì thuận dẫn khổ à. ví dụ như đức phật mà chúng ta thấy như ngày a nan Ngày la hầu la đi khất thực đi khất thực mà mà bữa thì có mấy đứa nhỏ nó lấy cát nó bỏ vô trong cái tô cơm của ngài em không có được phiền não về mất với phật rồi có bữa là người ta không cho nó con có thái tử mà kệ mới tôi phước báo đâu mà cúng dường À, cho nên người xưa là họ họ cúng dường ở tâm họ trong sáng là thuần cầu phước chứ không phải là là mình mình cúng là cái ông đó tại vì ông đó đợi tứ ông dối và trong khi ông dối ẹt à, nhưng mình sai theo hả mình sai thành ra là hồi xưa là họ cúng dường là cúng cúng là họ cầu cái phước mà họ thấy đâu là ruộng phước là họ cúng họ màng chuyện khác thành ngày la là, là cũng vậy thôi bảy tám tuổi phước không có nhiều cho nên đi khất thực thường hay đối về thì phàn nàn miệng phàn nàng sống cùng vua ăn uống đầy đủ quen rồi giờ và phàn nàng mà phật dạy này an nan thiện gia nam tử xuất gia học đạo vì mục đích gì? Chứ phải vì mục đích là giải thoát sanh tử hay không? Hay là vì xuất gia về tìm miếng ăn? Mà thầy lao la cũng có khi cũng nói lại nói đồng ý xuất gia là thiện gia nam tử xuất gia học đạo cầu giải thoát nhưng mà ăn uống được được chứ ăn như sao sống nổi? thế <laughs> nên ngài ngài cũng cãi lại như vậy đó <laughs> mà sau này tới đức phật dùng những cái phương tiện khác mới dạy chứ dạy cái pháp đó là cái pháp cho người trí người lớn Nếu khi phật cũng nói như vậy mà họ không nghe cũng lãnh hội được sau này chúng ta hiểu là nhiều khi phải làm cho cái cái chậu bị bớt ra làm hai rồi nói này nói nọ nhiều kêu khác nhau phải không hả à. thành ra chúng ta hiểu rằng khi thân mà nó xúc nghịch thì nó nó thọ khổ và cái thọ khổ nó chi phối tới tâm của chúng ta hay gọi là thọ không quân bình, thọ bất bình đẳng. Trạng thái này sinh ra thọ khổ. Đây gọi là gì hả? Là thọ khổ. Thọ không khổ không lạc là gì? Thân xả và tâm xã được phát sinh từ gì? Xúc thuận dẫn không khổ không lạc. Đây là thọ phi bình đẳng, phi bất bình đẳng được kể trong thọ không bình đẳng cũng chắc chẳng bất bình đẳng đây gọi là thọ không khổ không lạc lại nữa khi vị khi tu vị chí định trung gian tỉnh lự tỉnh lự thứ tư và vô xác định tâm xã sanh từ xúc thuận bất khổ bất lạc là thọ phi bình đẳng phi bất bình đẳng được kể trong thọ đây gọi là thọ không khổ không lạc chúng ta thấy đoạn đầu đoạn cuối nó không có gì khó nhưng mà có câu là khi vị tu chí định trung gian tĩnh lự từ nhị thiền tam thiền những trạng thái trung gian tĩnh lự cho đến tỉnh lự thứ tư hay là định vô sắc ở trong cái trạng thái này ở trong các cái loại định này á thì tâm xã sanh từ xúc thuận bất khổ bất lạc. Cho nên con người chúng ta không có chúng ta thường hay không có để ý tới cái trạng thái là bất khổ bất lạc nó quan trọng như thế nào. Chúng ta tu tập chúng ta tránh cái khổ, chúng ta mong có được cái lạc. Bởi vậy cho nên đến cái ngôi chùa nào sinh hoạt thuận ý, ăn uống đầy đủ mọi thứ hay là có những cái tổ chức nó vui trong trong cái thọ năm giác quan thì chúng ta lại thích là giữ thân mình ở trong cái bối cảnh đó môi trường đó bởi vì nó có những cái thuận ý sinh ra thọ lạc và chúng ta đưa ra một lý lẽ rằng đời có quá nhiều khổ đau bây giờ đến chùa an lạc một chút thì đây là điều tốt lành nhưng chúng ta chúng ta nghĩ như vậy chúng ta biến cái giá trị đạo phật chỉ mua vui chúng ta vài trống canh như thế thôi sao những chân lý siêu việt của Phật mà chỉ có xoa dịu những cái nỗi đau khổ của chúng ta ở trong cái cuộc sống bởi những cái nén hạn đối khác làm anh như vậy nó tầm thường như vậy sao? Sự, sự chứng đắc của Phật, lời dạy của Phật nó đưa chúng ta đến một cái chỗ giải thoát siêu việt đó là Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là thọ khổ hay là thọ lạc nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Nhưng mà chúng ta lưu tâm là thọ phi khổ phi lạc. Bởi vì sao? Bởi vì nó như này, nó nó giúp giúp chúng ta thành tựu là là xá. Thấy chưa hả? Đến tới tứ thiền thì còn thọ khổ thọ lạc bị xá mà. Cho nên cái thọ xá này nó phát triển mạnh lên. Bây giờ cho nên hàng ngày chúng ta tu tập là khổ mình cũng đừng có đỡ tâm, mà lạc mình cũng đừng có đỡ tâm. Và mình giữ cái trạng thái là phi khổ phi lạc để tâm xã nó phát triển. Thành chuyện nó qua ngày hôm qua là cho nó qua liền. Ngủ tôi sáng giờ là đừng có đỡ cái gì trong tâm nữa Và ngày hôm nay biết rằng mạng sống còn Và 24 giờ đồng hồ Có thể mình đang duy trì được đây Không biết duy trì nối hết 24 giờ hay không Nhưng, nhưng mà đừng đỡ cho thời gian Nó luôn trôi vô ích Tìm cái gì đó mà làm phát cái tâm gì đó Không có cái duyên gì làm ra điều thiện lành Thì mình giữ tâm an trú Ở trong công phu, ở trong thiền định ở trong những cái phương thức mà mình đã học được còn không thì mình đọc kinh đọc sách để cho nó tăng trưởng uh, thánh đạo giải thoát trong tâm như vậy thì chúng ta đã an trú trong phi khổ phi lạc hiểu chưa hả như vậy thì cái phi khổ phi lạc nó phát triển lên cho chúng ta đừng có đi theo ngược lại là oán trách cuộc đời khiến cho mình quá nhiều khổ não đó là mình an trú trong phi khổ uh, trong trong gọi là khổ thọ khổ hay là mình mình tìm cái niềm vui và mình cứ há hơ với cái niềm vui đó hết niềm vui này tới niềm vui khác. Như vậy thì cái đó là gì? Là đi tìm cái lạc. Nhưng mà chúng ta lại ở trong cái trạng thái phi khổ phi lạc, chúng ta chán. Cho nên cứ đi tìm cái nào cho nó thiệt vui để chúng ta lấp đầy cái chán đó. Nhưng mà tìm có cái nó thuận thì chúng ta lại lạc. Còn đâu phải chúng ta tìm lúc nào cũng thuận cho nên có những điều nó không thuận thì chúng ta lại khổ, cho nên đi tìm lạc thì gặp khổ, thì sinh khổ và gặp lạc thì chìm đắm, mà ở im cái trạng thái phi khổ phi lạc thì chán quá, cho nên muốn rời khỏi. thấy không hả? cái đây chính là cái nhược điểm của con người chúng ta. bây giờ cho nên làm được cái việc gì vừa ý cũng chẳng thấy cái gì là trọng đại, mà gặp cái khổ thì nhanh ch nhanh chóng là tìm cách vượt qua nó. Bởi vì một phần là nhìn thấy cái nhân quả Và một phần nữa là cũng nhìn thấy cái sự đào luyện trong bản thân mình Và trên con đường này thiền tri thức Đó là là yếu tố quan trọng hàng đầu cho chúng ta Ngày xưa nhớ có lần tại tại Sài Gòn Đầu đớn mệt mỏi nằm im Hồi đó Đức Đệ Tứ Tân Thống đến Sài Gòn đi thăm các chùa mình cũng muốn đi cùng đoán đi không có nổi thì lúc đó thầy có thầy có Thầy cũng hơi túi thân nằm bốn năm ngày rồi cũng không có ai cho gì ăn cũng không có dân thuốc để uống cứ nằm im nó nó chờ cho nó nó tự trôi qua trong bối cảnh nghĩ tới nó cũng hơi buồn hơi túi thân trong cái sự tu tập rồi trong những lúc đó nó hay nghĩ mênh mông lắm nghĩ mênh mông một gia tộc mấy ngàn người mình bỏ đi để tìm giải thoát rồi cha mẹ nuôi lớn lên trong cậy nhờ một chút nhưng mà mình đạo cũng chẳng làm được gì rồi đối với chúng sanh ba tính mình cũng chẳng giúp được ai rồi đối với gia đình cha mẹ thì mình cũng không có đỡ đần được gì. Dù khi nghĩ thấy cái duyên mình nó trở nên là vô dụng thì nó tự nhiên nó cũng chán chán thêm. Khi nằm im như vậy nghĩ mong mong lung vậy đó nhưng đó là những cái chuyện ở tâm lý thường tình của con người nhưng rồi lúc đó có một cái vị thầy nay ngài cũng mất rồi ngài đến bên cái giường nho xíu của thầy ngài ngài chân kia ngài ngồi vô một chút thì thầy có định uh, uh, chống tay ngồi dậy thì ngài giữ cái vai ngài nói ông nằm im đi tôi chỉ nói ông mấy câu thôi là là đôi khi chư Phật chư Bồ Tát bổ xứ cho mình làm những cái gì đó thì trước khi giao những trọng trách cũng có cái sự gọi là là nặng cái gân cốt xem thứ là cái người đó có chịu nổi hay không chứ còn gánh vác đại sự ở trên vai mà gân cốt không có chịu nổi như vậy sẽ làm hại cho bá tánh thiên hạ cái thầy mới nói dạ thưa ngài con bất tài vô dụng hồi sớm giờ con nghĩ đủ chuyện hết mà thấy mình đều là bất tài vô dụng mà chư Phật Bồ Tát nén nuốt giận gọi là vẹn gân cốt con làm gì con không có không có muốn gánh cái gì đâu à, con chỉ muốn ăn ổn thôi thì uh, ngài có nói ông có nhớ là khi ông mới có vừa đặt chân tôi vô tu viện nghiên thiều là tôi đã nhìn ra rồi và tại sao mà tôi giao cho ông nhiều trọng trách tại sao mà tôi tạo cho ông nhiều nghịch duyên À, và tôi biết rằng ông phải đi con đường đó, đứa rồi sau này ông sẽ thấy rằng những gì tôi nói là nó đúng, bởi vì cuộc sống đôi khi không phải lúc nào mình cũng có thể quyết định được hết cuộc đời của mình đâu, nhiều khi nó đưa đấy việc này việc nọ mình lại không muốn làm việc đó nhưng suốt cuộc đến thời điểm đó mình lại phát nguyện mình làm, thì ngài có nói với thầy mấy cái lời mà tự nhiên mình thấy cũng được an ủi và um, À, sau này nó thưa, thưa các vị là Khi Ngài mất đi Thầy cũng dành dụm một chút Để mà xây cái tháp Để mà đền cái ơn tri ngộ Trong cái thời điểm đó à, Xây một phần cái tháp Chứ cũng không có xây nhiều Chứ mà góp phần chút công đức Thành ra Thành ra có những giây phút như vậy Mình có những bậc thiện tri thức Họ an ủi mình Để cho mình thấy Mình còn cái hữu dụng gì đó Ở trong con đường đạo Để mình tiếp tục là nỗ lực Cái cố gắng Và trong đó thì Thọ khổ mình cũng không thấy gì khổ Thọ lạc mình cũng chẳng có mong gì Nhưng mà cái trạng thái đó là thọ phi khổ phi lạc Cái tâm mình nó chán vô cùng Nó chán vô cùng Nhưng rồi phát triển cái tâm đó lên Tới khi mà đi vào ở trong đại định Thì không có để ý là cái lạc từ định sinh ra Cũng không có thấy những cái nghịch Nó gây cho mình khó chịu Mà tâm mình an trú trong trạng thái phi khổ phi lạc Cái đó là cái kinh nghiệm mà đi vô được tứ thiền. Điểm này không phải là cái điểm đùa giỡn. Các vị muốn đi vào trong tứ thiền nhất định phải lưu ý điểm này. Có những hai điểm mà chúng ta ngồi thiền lâu mà không có người khai thị mình, hoặc là mình thích đi tìm kiếm cái lạc ở trong thiền và mình sẽ có được cái lạc ở trong thiền và mình nghĩ đạo Phật thật là mầu nhiệm bởi vì đã đem đến cho mình hạnh phúc bình an. Nhưng thực ra đó là thọ lạc họ có vị không phải là giải thoát phi khổ phi lạc từ cái cửa phi khổ phi lạc nó hơi chán chán một chút đó nhưng mà nó đi ra được kỳ diệu là vậy đó quý vị Đối những cái mánh khóe gọi <laughs> là cái mánh khóe trong tu tập nó có cái mánh khóe của nó à, mình hối ở đời giống như sự thành công nó có cái cách của nó nó có cái chiêu thức của nó những điều đó là mình trải qua mình mới nhận được à, ví dụ như bây giờ nói nói đừng nghĩa là um, các vị cố gắng ngồi thiền Ngồi thiền nó rất là an lạc Nó rất thích thú Và nó cực kỳ hạnh phúc Hãy cố gắng ngồi Mệt mệt mình hớn hở lên Là lúc đó là không xong rồi Hoặc là cái khi mình hối Cái người đó họ tu thiền Họ tu thế nào Cái tâm họ có an lạc không Có thích thú không Nó còn rất thích thú Rất là an ổn Là không xong rồi Tại cái tâm họ đang thọ Cái lạc ở trong thiền như vậy tâm thọ lạc đó nó sẽ giữ chân ngang đó và người ta tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm kiếm cái đó. Và họ có xu hướng là dạy cho người khác cái kinh nghiệm đó. Cho họ không dạy con đường giải thoát. Hiểu chưa hả? Cho nên tại sao chúng ta nhớ có những vị tỳ kheo mà xoay cái chùa lên lộng lẫy và, và được được ai? Được Đức Phật á, các vị cư sĩ khen Đức Thế Tôn có một đệ tử xuất thân từ một cái khả năng kiến trúc rất là dối, cho nên xây một cái chùa mà không có đụng tới ai chỉ lấy đất thôi mà làm lên một cái chùa là nhìn buổi tối nó sáng ngời như là một tòa sen hồng, ai cũng trầm trồ, ai cũng khen ngợi những cái ký sáo trên đất rồi ra hình thù này kia Đức Phật cho cho người ta đập xuống và các vị này giận nói Tự nhiên tôi làm gì đập chùa tôi Tôi có làm gì các vị đâu Các vị tiền kheo nói Đó là ý chí của đấng đạo sư Thầy muốn gì đánh lễ đấng đạo sư mà hối Và và Đức Phật mới nói rằng là Giải thoát ngoài ba cõi Mà bây giờ còn đam mê cái chùa đẹp đó Thấy không hả à? cho nên cho nên mình làm chùa mà mình đam mê cái chùa đẹp là coi chừng <laughs> chứ không phải không phải mà mà thầy đang bị này đang bị này mới, mới, mới trước đây coi như là một giờ đồng hồ là sửa xong cái bán vẽ này sửa cái ông kỹ sư này ông ông cái ông kiến trúc sư này ông ông cũng vui vẻ mà ông được chưa ông hỏi là chưa tại hôm nay sửa năm lần rồi và ông mới nói ông nói là như vậy như vậy và thầy phân tích rằng là những cái gì thầy sửa là hợp lý nguyên nguyên lý của cấu trúc nguyên lý của ánh sáng nguyên lý của âm thanh và nguyên lý cái nguyên lý mà 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 cái cái ngọn gió đi chỗ nào phải đến cửa sổ chỗ nào chỗ đó là phải có cửa sổ không có không được tại gió nó 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 cái, cái, nó hứng cái ngọn gió đi vô và nó làm mà chúng trong đó nó mát mẻ à, rồi cái gió nó ngưng tụ ở trên ở trên cao là phải có cái cửa sổ mà ai leo lên đó mở được cho nên cái cửa sổ đó bấm bằng điện những cái điều nhỏ nhỏ như vậy ấy, là người ta không có để ý kiến trúc là họ đâu có để ý tôi nó đặt cửa số chỗ đó để nó đón cái hướng gió đó và nó vô gió vô thì phải có chỗ ra à, có chỗ ra cho nên chỗ này phải có cửa số à, và nó nói chỗ đây là cái cửa số đây là là nó bên cái tường đây là cái tường không cho cái tường chịu lực cho nên không có cho mới cái cửa số thường mà cái cửa số đó nó đắt có thể là gấp 10 lần cái cửa số thường thôi nó có đắt cũng phải làm tại vì đó là cái nguyên lý bắt buộc không thể không làm không thể thiếu mình cho rằng là một cái cửa số vài ba ngàn mình không dám làm sau này mình sẽ khó chịu cho nên là phải làm nó như vậy như vậy đó à, ví dụ như có những cái điểm như vậy đó thì sửa có hồi sửa xong là ngồi không biết rằng mình có đam mê ở chùa đây không ta nhưng cái mình chết cái nó dính lại ra cái vô làm chút thiếu quanh quanh đây, đầu thai mỹ mễ gì đó <laughs> chạy vô đây chạy vô bùa đời quốc đây xin ông thầy nào đạo sư nào có thể ông đạo sư nào đó ông trụ trì biết đâu quan hậu sau này phát tâm tu trụ trì có mình vô xin làm đệ tử cũng có ông chỉ lên chuông ngồi gõ chuông hoài cho <laughs> nên có chết đâu mà cho nên là chúng tôi nghĩ như nó biết đâu chuyện nó xảy ra cho nên nói chung là ngay cả làm chùa cũng phải xem nó là một cái phương tiện mà nếu như tôn vinh cái đẹp là để tôn vinh tam bảo và để cho chúng sanh nó, nó, ngưỡng mộ để nó quy ngưỡng thôi chứ mình thực sự là phải viễn đi Hiểu chưa hả? Những điểm như vậy là luôn luôn giữ tâm mình trong từng việc làm Chứ đừng nói rằng là thành hay bại Mà nó giữ trong từng ngay, từng ý nghĩa công việc Như vậy đó là thọ phi khổ phi lạc Rồi, hai thọ rồi, ba thọ rồi, rồi bốn thọ à, Bốn thọ chắc ở tuần sau giờ này nữa là bốn thọ nữa là chị không nói pha hòa à? à, Rồi, a di đà Phật mời đại chúng hồi hướng Phật hiện thân ở đời Như hoa ưu đàm bát Bạn vật đều vô thường Lời dạy cuối đừng quên Phật hiện thân ở đời